Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, năm 2022, giàu có và kiêu hãnh. Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, mến chúc tất cả quý vị luôn gặp may mắn và thành công. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho quý vị và các bạn nắm rõ được về tiền tài, gia đạo, sức khỏe và công danh sự nghiệp trong năm Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị, khi biết trước được thiên cơ, bạn sẽ có thể lên cho mình những kế hoạch hành động cụ thể để mọi việc được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất theo như ý muốn. Vận khí của con người vốn vận động không ngừng, thế nên bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, trong năm 2022 này của mình. Qua đó không chỉ nắm được thời vận của mình mà còn biết được thời vận của những người trong gia đình, bạn bè, và từ đó sẽ giúp cho bạn vạn sự ấm êm theo ý muốn của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị luận giải về lá số tử vi của người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nữ mạng, giúp cho quý vị biết được sao hạn và cách phòng tránh, đồng thời cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ luôn có được tài lộc, may mắn và bình an. Sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022, nữ mạng, độc thân, kiêu hãnh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989, năm 2022, nữ mạng, vừa xấu vừa tốt. Năm nay tuổi Tỵ phạm hình hại với năm Nhâm Dần, cho nên làm việc không được đền đáp, dễ gặp chuyện xấu ám hại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022, nữ mạng, tổng quan. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022, nữ mạng, vừa xấu vừa tốt. Năm nay tuổi Tỵ phạm hình hại với năm Nhâm Dần, cho nên làm việc không được đền đáp, dễ gặp chuyện xấu ám hại. Sự xuất hiện của sao Câu Dạo, Quán Tác sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của người tuổi Tỵ. May mắn thay, có quý nhân Thái Âm và Tam Thai giúp đỡ, trợ lực, cho nên vận thế không hẳn là quá xấu. Năm nay tuổi Kỷ Tỵ sẽ gặp nhiều kỳ ngộ, nhưng tốt nhất vẫn phải tránh hung tinh ảnh hưởng. Năm Nhâm Dần, năm 2022 của nữ mạng Kỷ Tỵ không quá lý tưởng. Các mối quan hệ đều phải chịu ảnh hưởng bởi Câu Dạo, Quán Tác, cho nên bạn sẽ gặp nhiều tiểu nhân phá hại. Đặc biệt, quan hệ xã giao sẽ gặp trở ngại, thay đổi theo hướng xấu, thậm chí quý cô nàng còn gặp phải vấn đề phiền toái, tranh chấp mâu thuẫn cùng kẻ tiểu nhân. Vậy nên quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu để hóa giải hạn thái tuế của năm. Khi mang theo kim bài bên mình, sẽ được thái tuế tương trợ, giúp cho tuổi Kỷ Tỵ luôn được may mắn và bình an. Hung tinh, tử vi số dự báo, năm 2022, tuổi Kỷ Tỵ gặp hung tinh là Câu Dạo và Quán Tác. Câu Dạo là một thần sát trong tứ trụ, chủ yếu đại diện cho hình phạt sát hại. Hai hung tinh này cũng kéo theo nhiều tiểu nhân hãm hại, khiến cho tuổi Tỵ gặp nhiều vất vả. Cát tinh, nữ mệnh năm 2022 gặp được hai cát tinh lớn là Thái Âm và Tam Thai. Với nữ mạng, nếu được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Người làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Tam Thai có đặc tính là giảm bớt nguy hại, tai họa, chủ về khoan hồng, bệ vệ, học hành, khoa giáp, quý hiển, tốt lành. Nó mang lại sự may mắn cát lợi, thanh nhàn và giảm bớt phiền muộn. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 nữ mạng dự báo sự nghiệp của bạn không quá tệ. Cát tinh Tam Thai sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn trong sự nghiệp, có khả năng nhận được cơ hội lớn, thu được thành tựu. Sự nỗ lực của cô nàng tuổi Tỵ có thể nhận được sự công nhận của cấp trên, có cơ hội thăng tiến và đề bạt lên những vị trí cao hơn. Quý cô tuổi Tỵ sinh năm 1989, trong thời gian này cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Bạn nên tranh thủ khoảng thời gian này để tích cực thăng tiến, đảm bảo có một vị trí tốt trong công ty của mình. Tài vận đánh giá 3 sao. Tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2022 sẽ có tài vận không quá tốt. Cô gái tuổi Tỵ có sự nghiệp rất ổn định, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tài chính của bạn cũng sẽ ổn định như vậy. Sự ảnh hưởng của cục diện phạm hình với thái tuế khiến cho tuổi Tỵ kiếm nhiều tiền nhưng khó mà giữ tiền. Số tiền bạn phải tiêu xài cũng rất lớn, cho nên không có tiền tiết kiệm.
Ngoài ra, các ảnh hưởng từ việc phạm thái tuế khiến cho sức khỏe tài vận đi xuống, khiến nữ mệnh tuổi Tỵ phải chi tiêu nhiều hơn. Đối với các lĩnh vực kiếm thêm, tình hình cũng không mấy khả quan. Tử vi khuyên tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng đừng dại dột nghe theo lời chào mời mà đầu tư khi mà bản thân mình chưa hiểu rõ về dự án đó, nếu không rất dễ mắc mưu lấy hết tiền tiết kiệm ra đầu tư rồi thua lỗ. Bởi thế cho nên để tránh những điểm xui xẻo trên, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật độ mạng che chở, hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường tài lộc và sự nghiệp cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2022 Nhâm Dần. Tình cảm đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 nữ mạng, có chuyện tình cảm khá vui vẻ, ổn định. Sự ảnh hưởng của các tinh thái âm, quý nhân giúp cho tuổi Tỵ phát triển tình cảm một cách ổn định. Vợ chồng ngọt ngào, con cái ngoan ngoãn là hạnh phúc của quý cô nàng tuổi Kỷ Tỵ. Trong năm tới, chúng ta không thể tránh khỏi mâu thuẫn với người chồng của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ tuổi Tỵ nên cần mềm mại trong mối quan hệ này. Bạn nên hiểu rằng, người phụ nữ dịu dàng có thể giữ được mối quan hệ hạnh phúc lâu dài và bền chặt nhất. Đối với quý cô tuổi Kỷ Tỵ vẫn còn độc thân, bạn thực sự là một đóa hoa cao quý và quyến rũ và khó ai có thể chạm vào. Cô nàng tuổi Tỵ trở nên cao quý và lãnh diễm. Một mối nhân duyên tốt đẹp vừa ý bạn 100% chưa thể nào xuất hiện. Tuy nhiên, tuổi Tỵ có thể dựa vào quý nhân, sự giới thiệu hay giúp đỡ từ bạn bè, gia đình để phát triển thêm vài mối quan hệ mới. Độc thân, quyến rũ nhưng cũng nên tìm lấy một bến đỗ thích hợp cho mình. Hãy dành cho các chàng trai xung quanh mình một cơ hội bạn nhé. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 nữ mạng dự báo sức khỏe lên xuống thất thường. Xem bói thấy nữ mệnh tuổi Tỵ phạm hình phạm hại thái tuế cho nên gặp nhiều bệnh tật. Năm nay những cô gái có sức khỏe kém có thể phải thường xuyên đến bệnh viện, chủ yếu là vì làm việc kiệt sức, chế độ ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý cũng khiến cho cô nàng tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn hơn. Bạn nên đi chùa cầu bình an, xin bùa bình an và may mắn. Cô nàng tuổi Tỵ khi đi ra ngoài thì nên cẩn thận một chút, tránh va chạm với người khác khiến cho bản thân chúng ta bị thương. Đồng thời những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân để tăng cường sức khỏe và gia đạo. Mang theo vòng bên mình sẽ tăng cường hòa hợp trong gia đạo, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi các mối quan hệ hòa hợp được thì công việc sẽ hanh thông thuận lợi, con đường tài vận và sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió, giúp cho gia chủ có được sức khỏe, gia đạo bình an. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 nữ mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 nữ mạng dự báo vận đào hoa rất mạnh trong tháng đầu năm. Với sự trợ giúp của các tinh thái âm, cô nàng tuổi Tỵ độc thân sẽ có những phát triển rất tốt trong mối quan hệ của bạn trong tháng này. Bạn có cơ hội gặp được người khác phái phù hợp trong buổi tụ tập của người thân bạn bè. Đặc biệt, sức hút của những quý cô tuổi Tỵ tăng mạnh trong tháng này, bạn được rất nhiều chàng trai săn đón và yêu thích. Vì vậy, đối với những quý cô tuổi Tỵ còn độc thân, tháng 1 này sẽ là một tháng thuận lợi để bạn phát triển tình duyên. Nên nhớ nắm bắt cơ hội bạn nhé! Tháng 2 đánh giá 3 sao. Trong tháng 2 âm lịch, vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tỵ sinh năm 1989 nữ mạng hơi thấp một chút. Công việc tích lũy do nghỉ Tết khiến cho bạn mệt mỏi và gặp nhiều áp lực. Nữ mệnh tuổi Tỵ có thể phải giải quyết nhiều việc vặt vãnh trong tháng này, khiến cho bạn rất bận rộn và kiệt sức ở nơi làm việc và thậm chí là bận đến sứt đầu mẻ chán. Vì vậy, tử vi số khuyến cáo tốt hơn là bạn nên lập một kế hoạch làm việc. Trước tiên, hãy giải quyết những việc quan trọng hơn trước mắt, từng việc một. Điều này sẽ giúp bạn tăng hiệu quả công việc mà không mất sức. Tháng 3 đánh giá 3 sao. Xem bói tài vận tháng 3 của quý cô tuổi Tỵ không được tốt. Bạn chịu ảnh hưởng của cục diện phạm hình, phạm hại thái tuế, cho nên quản lý tài sản có nhiều sai sót hay bị hao hụt tiền bạc. Bên cạnh đó, có vẻ như người phụ nữ tuổi Tỵ đang thiếu đi những kinh nghiệm quản lý tài sản và tài chính của mình. Bạn không thích hợp để đầu tư trong lúc này nếu như không muốn gặp phải nhiều vấn đề khó khăn và ảnh hưởng. Tháng 4 đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 nữ mạng, dự báo tình duyên của bạn sẽ bị kém đi trong tháng 4.
bị ảnh hưởng bởi sự câu giảo và quán tác, dẫn đến liên tục gặp rắc rối và xui xẻo. Vì vậy, người tuổi Tỵ nên hành động chậm rãi và đừng quá phô trương trong mọi việc, kẻo gây họa cho mình. Đồng thời, một số người thuộc tầng lớp lao động cũng nên chú ý thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp ở nơi làm việc, không được để kẻ gian xen vào, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Tháng 5, đánh giá 3 sao. Tử vi từng tháng dự báo vận thế của cô nàng tuổi Kỷ Tỵ đang ở mức bình thường, công việc và các lĩnh vực khác bị hung tinh quấy nhiễu, khiến cho cuộc sống không được tốt lắm. Đề phòng sẽ phải cãi nhau, dẫn đến mâu thuẫn cả ở nhà lẫn nơi làm việc. Cô gái tuổi Tỵ được khuyên là nên dành thời gian để rèn luyện năng lực của bản thân. Chúng ta cần khiến cho bản thân mình trở nên tốt hơn mỗi ngày trước khi mà sẵn sàng bước vào một dự án mới nào đó. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 nữ mạng, dự báo sức khỏe của bạn không tốt trong tháng này. Thời tiết nắng nóng cộng thêm không khí ô nhiễm có thể khiến cho sức khỏe của tuổi Tỵ đi xuống, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến da và dạ dày có thể khiến bạn trở nên mệt mỏi. Cô nàng tuổi Tỵ được khuyến cáo là không nên nhịn ăn để giảm cân. Bạn nên bảo vệ làn da của mình dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Ở tuổi này, Kỷ Tỵ nên tham khảo các bí quyết để chăm sóc làn da của mình, đừng thức khuya, ăn các loại đồ ăn có thể ảnh hưởng đến bản thân. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của quý cô tuổi Tỵ phát triển rất tốt trong tháng này. Đối với những người đã kết hôn, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã phát triển thuận lợi, cuộc sống cũng khá hạnh phúc và viên mãn. Vợ chồng có thể quan tâm lo lắng cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, hòa thuận, thuận hòa, đồng thời có thể thường xuyên chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống, thực sự rất hạnh phúc và ấm áp. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có những bước phát triển vượt bậc về đường tài lộc trong sự nghiệp tháng này. Cục diện tam hợp thúc đẩy công việc của những người tuổi Tỵ tháng này rất tích cực. Bạn có thể nhận được rất nhiều cơ hội việc làm trong tháng 8, đặc biệt là một số cô gái tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ có vận trình rất tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng thường được công ty khen ngợi, khen thưởng. Nếu tiếp tục duy trì được tình trạng tốt như vậy, thì cuối tháng bạn sẽ được thăng chức và tăng lương. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Người tuổi Tỵ 33 tuổi có đường tài lộc khá tốt trong tháng này, ảnh hưởng bởi vận tiết bạch lộ nên vận trình khá tốt. Thậm chí những người có sức khỏe kém ngày thường cũng có thể hồi phục tốt hơn trong tháng này. Cả người của bạn trông tràn đầy năng lượng, trạng thái cá nhân rất tốt, nhiệt huyết làm việc và làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2022 nữ mạng dự báo các mối quan hệ xã giao của bạn tốt lên, quý nhân và các tinh trợ giúp cho nên khá thuận lợi. Thậm chí nếu làm tốt, bạn có thể gặp được cơ hội để thăng quan, tiến chức. Nữ mệnh tuổi Tỵ tháng này được khuyên là nên xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với người khác, chúng ta sẽ nhận được nhiều may mắn hơn. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Các mối quan hệ với gia đình của phụ nữ tuổi Tỵ 1989 không mấy khả quan trong tháng này. Cục diện phạm thái tuế khiến cho bạn bị dày vò. Tháng này các thành viên trong gia đình dễ có vướng mắc, khiến cho quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, khó lòng hòa hợp. Vì vậy, bạn hãy dành thời gian để giao tiếp nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Đừng quá cao ngạo. Đối với người thân, hãy đối xử bằng tình cảm chân thành. Đừng tự cho mình cái quyền có thể to tiếng với tất cả mọi người. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Tổng thể tài lộc của quý cô tuổi Tỵ 33 tuổi trong tháng này tương đối ổn định. Tuy tháng này là cuối năm, nhưng hầu hết người tuổi Tỵ đều có đường tài lộc tương đối suôn sẻ. Về cơ bản, không có gì đáng lo ngại. Công việc, sự nghiệp và gia đình tương đối dễ dàng. Cuộc sống cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nữ mạng. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Và trước khi rời đi thì quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông ở bên góc phải màn hình để cùng với chúng tôi sẽ luôn là người cập nhật những kiến thức về tử vi và phong thủy mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại.